có số điện thoại là 0975, 3 số cuối là 480, hỏi như sau: nhà tôi đang nuôi con dúi, tôi nuôi được 2 tháng 10 ngày, tôi đã ghép 3 con thì tôi thấy một con đã đẻ được 10 ngày, còn 2 con là chưa đẻ, và tôi thấy dúi rất là béo tốt nhưng không biết là nó đã có chửa hay không. Vâng, xin hỏi chuyên gia bây giờ tình hình thế nào? Vâng, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi về chương trình, nhưng mà thú thật thế này, tôi không phải là người chuyên gia về con dúi nên trả lời cũng hơi khó, và thậm chí là nếu nói thẳng tương ra là có thể không chính xác. Còn con dúi thì đến tuổi sinh sản thì với cái tuổi 2 tháng 10 ngày thì nó chưa phải là tuổi sinh sản. Thế còn đây là anh ghép đôi, có nghĩa là con dúi này phải trước đấy, anh đã nuôi mấy tháng rồi. Đấy, cho nên là cái việc mà ghép đôi thì cũng có những con mà nó đến thời kỳ và cũng có thể là nó phối giống và nó chữa được, nhưng có những con chưa chắc là đến tuổi. Ở đây anh không nói rõ cụ thể đấy, nó là cùng tuổi hay không cùng tuổi. Nếu cùng tuổi thì lại khác, nó không cùng tuổi nó lại khác. Thế cho nên là không cách nào khác, phải nhường lại anh câu hỏi này cho những người bác sĩ thú y trực tiếp đến xem xét tại chỗ và hỏi anh cặn kẽ thì mới phỏng đoán được, thì giúp anh được. Nhưng theo tôi thì đầu tiên anh có thể quan tâm lại cái khâu chăm sóc nuôi dưỡng. Trước hết là thức ăn, thứ hai là chuồng trại, và thứ ba là phải làm sao cho cái chuồng dúi ấy nó phải khô, thoáng và sạch sẽ. Lời khuyên mới được mỗi thế thôi, còn hơn nữa thì thôi. Vâng, cũng rất là tình cảm. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Nam rất là nhiều.